Ngày mới Tuấn xin mến chào đại gia đình thân yêu. Thì hôm nay Tuấn đang có mặt tại cảng Gò Dầu. Hôm nay gặp bố già bố già hơn 60 tuổi nhưng mà sức khỏe rất còn tốt, minh mẫn. Mọi người nhìn thấy không, bố già đó, bố già chạy cái xe to chà bá luôn màu đỏ kìa đó. Bố già công nhận là sức khỏe rất là minh mẫn đó. Phải nói là tuổi ti tuổi rằng là đã lớn rồi, nhưng mà ngựa này tuy là già tí anh lớn tuổi nhưng cả tí anh vẫn chưa lớn đấy. rất rất khỏe, minh mẫn. Mà bố thức đêm dữ lắm mà, chạy thức đêm dữ lắm mà. thường thường là, thường thường là chạy tới mấy giờ là buồn ngủ? Vui chân à, có khi nào sức khỏe tốt rồi cứ nguyên đêm, nguyên đêm luôn mà... Vậy là chạy còn dữ hơn đám đám trẻ nữa hả? Vậy là tính sức khỏe của bố tính ra còn nhiều khi trẻ tuổi còn thua bố đó, đừng có đùa. Mà hàng hóa mà nó tranh thủ á, tàu vô thì cho nguyên đêm, và không có tàu thì mình ngủ nghỉ. Như bố chạy xe này thì bình quân tháng này thu nhập mình khoảng tầm nhiêu không? Thì lương mà chính thức thì tầm khoảng 18. Ăn uống rồi, nếu mà mình tính hết rồi mình ăn uống hết rồi thì còn tầm nhiêu? Thì cầm được rồi đó. Dạ. Bình quân. Bố là quê ở đâu không? Bố là người Bình Định. Công nhận bố sức khỏe tốt á, thì là bố chạy đây cũng lâu rồi ha. Đây là công ty vận tải Bắc Nam, như xe như vậy mình chạy tính ra chủ xe có thu nhập không bố? Có chứ, cái chuyện mà thu nhập của nó gốc mình không biết được đâu. Không biết được, nhưng mà nói chung là cũng sống được đó. Sống tốt chứ, tốt. Nhưng mà phải không phải ai cũng muốn vô được là vô. Mình chạy thời gian mà mình làm riêng một chiếc đi bố, con gửi vô. Còn thường thường là bố đi những đường tuyến đường nào nhiều? Gò Dầu Lâm Đồng là chính. Dạ. Thỉnh thoảng qua Đắk Nông. Con gặp bố miết mà bữa gặp lần bên kia. Thỉnh thoảng qua Đắk Nông. Thấy bố cũng mến lắm á. Lâm Đồng là cũng chính là. Bữa nào con có dịp phải mời bố đi làm vài lon với con mới được. Bố uống được mấy lon giờ, sức khỏe giờ uống được mấy lon giờ? Cũng được á, uống nói chung là nhậu cũng được. Dạ, con có thể xem xe bố được xíu được không? Dạ, được. Lên xe coi bố. Lên xe chú bỏ nhiều đồ là đạt lung tung lắm. Dạ dạ, không sao. Cái bố chú bỏ đồ đạt nó không được sạch sẽ lắm, kệ nó, mình cứ thực tế không gì. Dạ. Coi được cái số nó như thế nào, cái cabin dạ. Hovo màu đỏ này như thế nào, này là Hovo gì bố, gọi là cái gì bố? A7 Hovo 375 hay là 4 375 20. Dạ. Đời 25. Đời cái này là đời 25. Này là Hovo đời 25 đó cả nhà. Này là đầu màu đỏ ha. Nhìn đẹp ha. À. Cabin này, cái đầu nó cao quá. Nhìn nó cao quá. Quá cao luôn á. Xe vô như xe tới xe bố vô á. Thôi bố vô luôn mày bố. Để con chỉ cho bố nghe. Rồi. Rồi giờ vô vô luôn. Không, mọi người thấy không? Sức sống mãnh liệt không? Bố già 60 mấy tuổi rồi nhưng mà rất là minh mẫn. Sức khỏe rất là tốt. Có thể thức cả đêm. À, giờ mọi người coi bố già dê nè, dê vô nè, đó, coi con dê vô nè, đó, sức khỏe rất là minh mẫn, rất là cường tráng. Này là dê cúp tài thì nó cũng đơn giản thôi, đó, thấy không, dê nè. Đó. Lấy thế rồi bài bản không? Chắc có khả năng Tuấn cũng bỏ được luôn á. Dễ luôn. Mặt còn rất minh mẫn á mọi người ơi. Tuy rằng 60 mấy tuổi rồi nhưng mà sức khỏe rất là tốt. Dê xe một phát một luôn. À. Một phát một, không có phát thứ hai.
bố già 60 mấy tuổi vậy mà không lẽ mình trẻ tuổi mà mình thua bố già sao, đúng không? Rất là ok, rất là chuẩn. Đó, về một phát một rất là chuẩn. Ok luôn á, bài bản luôn. Rất là ok. Của chú nó gấp chưa? Của bố gấp chưa? Em vô kho hới nữa. Dạ dạ. Chú làm cái máy vô tranh thủ để chạy vô. Hồi nào rảnh chú cháu mình đi làm vài phe với bố. Ừ được chứ. Tí nữa bố có đi bốc hàng không? Dạ. Như Linh. Như Linh này cũng nhiều xe lắm á. Chú chạy bố chạy đây lâu chưa? Mấy năm rồi? 4 năm rồi. Chạy đây 4 năm luôn. Bền ha. Lâu lâu mới về Bình Định hả? Năm về 1 lần 2 lần. Dạ. Bố có thể chia sẻ kinh nghiệm khi mình thức đêm như thế nào, mình chạy làm sao để cho an toàn không? Nói chung cái đó mình đảm bảo sức khỏe nữa. Sức khỏe mình tốt thì mình ăn uống nó điều độ tí. Ăn uống điều độ thì mình cũng được, chứ còn mà nếu như mà cứ ăn rồi nhậu rồi chơi bậy bạ rồi tới hồi chạy rồi chạy không nổi. Dạ. Rồi ví dụ như mình lúc chạy mình uống cái gì để cho nó tỉnh táo không? Cái gì đúng không, uống gì hết không? Ví dụ thỉnh thoảng thì thường thường là bò hút hay cà phê gì đó mình cũng làm thêm tí. Dạ. Chứ còn uống nhiều quá cũng đâu. Mà chú cũng hay chạy đêm đó đúng không? Ừ, thường thường là chạy đêm là chính. Dạ. Chạy đêm được là nó lợi lắm. Nó mát, nó mát mẻ. Rồi đêm khuya mình chạy đường xanh đường đỏ ít có rồi. Dạ. Mình chạy mình bon rồi. Rồi ví dụ như đi những cái đèo như cái đèo Bảo Lộc rồi cháu thấy rất là nguy hiểm. Hết sức công thật. Những đèo đó chú thấy hay tai nạn không? Tai nạn liên tục. Đổ đèo nguy hiểm lắm. Kể cả xe ngồi, kể cả xe bu xích liên tục. Và dạ. Thường là tai nạn cuối đèo. Dạ, gần cuối đèo. Lý do tại sao? Lý do mình đổ nhiều quá xuống đó thắng không an toàn. Thắng nhiều quá đúng không? Thắng nhiều quá xuống tới đó rồi bắt đầu là mất hơi. Hiện tượng mà nó xảy ra rồi là do đổ nhanh từ đầu á. Dạ. Còn nếu như mình an toàn, mình cẩn thận, mình đổ nhỏ cứ từ trên xuống. Từ từ thôi, không có việc gì hết. Cứ từ từ nhỏ từ trên xuống. Cứ từ trên xuống cứ an toàn là chính. Cứ đi số nhỏ. Bây giờ mình chạy quanh năm suốt tháng mà đâu phải chạy một tiếng đâu. Dạ. Không cần đua tài gì ăn hết. Dạ. Cứ an toàn là ai muốn vượt cho vượt hả? Cứ cho vượt thôi mới. Mình đi tới nơi rồi trốn là được rồi. Dạ. Là ok rồi. Miễn sao mình chạy chậm cũng được đúng không? Chậm không cần gấp. Không việc gì hết. Cứ ru ra, ru để mình dư dầu của mình để mình ấy. Dầu của mình mà đâu phải dầu công ty khoán cho mình là của mình mà. Mình đạp là mình hao dầu. Đúng rồi. Ừ. À. Thay vì cái lúc nào mình mệt thì mình nói mới lạnh, mình nghỉ ngủ gì đó một hai tiếng đồng hồ cũng của mình hết. Như mấy cái dốc của Đắk Nông cháu thấy nó nhìn đơn giản mà sao thấy cũng xe nó lập miết rồi chú. Đắk Nông là thường là hôm qua mới về mới thấy hai vụ tai nạn ở Đắk Nông. 38. Dạ. Thường thường là dốc cầu 38, cái chỗ đó là đặc biệt nguy hiểm rồi. Dạ. Chỗ đó thì nó đỡ cái bán tốc độ 40 thôi. Mà xuống đó mà đua nhanh thì nhất là xe Mỹ là hay bị. Chỗ đó xe Mỹ bị rồi. Xe Mỹ là bị liên tục. Lý do sao vậy chú? Lý do đua nhanh xuống rồi lặn qua cái cua đó. Lật luôn. Lật luôn. Lật nhiều lắm hả chú? Nhiều lắm. Chỗ đó là xe Mỹ bị nhiều nhất. Dạ. Yeah. Để mình nói lên để cho người ta biết, người ta đề phòng. Những anh em nào đi qua con đường đó đề phòng. Dốc 38. Dạ. Yeah. Dốc cầu 38. Dốc cầu 38 đường đi Đắk Nông. Đúng rồi. Đó là điểm điểm đó mà. Dạ. Yeah. Tình hình này chắc khả năng chắc cháu tới tối mới bỏ qua. Thôi là kệ đi. Kệ đi. Gấp gáp làm gì đâu. Lúc nào bỏ thì bỏ, lúc nào đi đâu thì đi. Gấp không được gì hết á, thêm đúng một rồi. Vài tiếng cũng chả giải quyết được gì hết. Yeah. Mình tranh thủ lúc nào mình tranh thủ thôi, chứ còn cái chuyện mà chạy nhanh hay là chạy gọi là chạy ấu là nó phức tạp lắm. Kể cả tính mạng, kể cả xe cộ nó không được tốt. Yeah. Con chú chắc năm nay lớn rồi ha? Ngày 30. 30. 34, 35. Ở ngoài quê luôn. Cũng ngang ngang cỡ con. Ừ. Yeah. Nó sinh 87. Chắc cho gần xong rồi, bố chắc gần xong rồi đó.
chắc cái này, xe này nữa là nghỉ quá. Chắc nó nghỉ rồi. Dạ. Không biết nó chấu vô mà không biết là. À, con chúc bố nhiều sức khỏe nha, gặp nhiều may mắn. À, có gì có dịp chú cháu mình làm vài ve tâm sự ha. Rồi, chú cảm ơn. Dạ. Rồi, chào chú luôn. Rồi, tấm xin chào cả nhà luôn. Chú này vui vẻ lắm nha. Đó, mọi người thấy những lời chia sẻ rất là thật tâm đó đúng không cả nhà? Những gì mình nói cũng đã nói rồi. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào một ngày mới nhất luôn.